Thống kê top 15 trường đại học có doanh thu năm 2020 đứng đầu tại Việt Nam. 15. Đại học Duy Tân với doanh thu 536 tỷ đồng. 14. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với doanh thu 575 tỷ đồng. 13. Đại học Công nghiệp Hà Nội với doanh thu 606 tỷ đồng. 12. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh với doanh thu 624 tỷ đồng. 11. Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với doanh thu 634 tỷ đồng. 10. Đại học Tôn Đức Thắng với doanh thu 695 tỷ đồng. 9. Đại học Kinh tế Quốc dân với doanh thu 713 tỷ đồng. 8. Đại học Nguyễn Tất Thành với doanh thu 775 tỷ đồng. 7. Đại học Văn Lang với doanh thu 776 tỷ đồng. 6. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh với doanh thu 785 tỷ đồng. 5. Đại học FPT với doanh thu 861 tỷ đồng. 4. Đại học Cần Thơ với doanh thu 954 tỷ đồng. 3. Đại học Hutech với doanh thu 989 tỷ đồng. 2. Đại học Bách khoa Hà Nội với doanh thu 1.096 tỷ đồng. Và cuối cùng, trường Đại học Trần Miết tại Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học có doanh thu thuộc top 1 trong các trường tại Việt Nam với doanh thu 1.853 tỷ đồng.